Bộ Y tế đã ban hành sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của trạm y tế lưu động, trong đó lưu ý việc theo dõi sức khỏe của F0 đang cách ly, điều trị tại nhà là rất cần thiết, giúp phát hiện kịp thời các trường hợp trở nặng và đưa ngay đến bệnh viện điều trị. Các F0 khi có những dấu hiệu trở nặng sau đây thì cần được chuyển ngay đến bệnh viện. Các triệu chứng bao gồm khó thở, thở hụt hơi, nhịp thở tăng lớn hơn hoặc bằng 21 lần một phút, ở trẻ em, các dấu hiệu thở bất thường gồm thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, kho khè, thở rít. SPO2 nhỏ hơn hoặc bằng 95%. Khi phát hiện bất thường, F0 cần được đo lại lần thứ hai sau từ 30 tới 60 giây, yêu cầu giữ nguyên vị trí đo. Mạch nhanh lớn hơn 120 nhịp một phút hoặc dưới 50 lần một phút. Huyết áp thấp là khi thấy huyết áp tối đa nhỏ hơn 90, huyết áp tối thiểu nhỏ hơn 60 đau tức ngực thường xuyên cảm giác bó thắt ngực đau tăng khi hít sâu thay đổi ý thức lú lẫn rất mệt hoặc mệt lả trẻ quấy khóc ly bì khó đánh thức co giật tím môi tím đầu móng tay móng chân da xanh môi nhợt lạnh đầu ngón tay ngón chân không thể uống trẻ em bú kém hoặc giảm ăn kém nôn trẻ có biểu hiện sốt cao đỏ mắt môi đỏ lưỡi đỏ ngón tay chân sưng vù nổi ban đỏ bất kỳ tình trạng nào mà F0 cảm thấy lo lắng, bất ổn. Bộ Y tế cũng lưu ý F0 cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp như nghỉ ngơi, vận động thể lực nhẹ, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày, uống nước thường xuyên, không đợi đến khi khát mới uống nước, không bỏ bữa, tăng cường dinh dưỡng, tránh đọc thông tin tiêu cực về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.